nữa là mấy mẹ con ngồi đây nè. Nè. Nữa mà đóng cửa theo khóa mấy mẹ con ngồi đây nè. À. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ngồi đây nè. Ngay đối diện đây nè đó nè. Tao anh ngồi lại coi. Wow. Đóng nè đó mấy mẹ con ngồi đây nè. À. Thấy không? Tức là không phải ngồi bên kia mà ngồi đây đối diện nhìn qua. Ổ khóa kia là ổ khóa cảm biến á. Ổ khóa bằng tay á. Nói chung là căn nhà này giá trị là cũng phải trên 50 tỷ không ít. Tại vì cái ở đây là mặt tiền đường lớn nè, hai mặt tiền nữa. Wow. Vô đây luôn nha. À, xin chào cô chú anh chị. À, thì hôm nay có một cái anh thì rất nhìn rất là quen mọi người. Thì ảnh hình như là hay xuất hiện dưới mộ á. Thì ảnh nay ảnh lên trên nhà của chị Loan. Thì anh ơi, hôm nay anh lên trên mộ, anh lên trên nhà chị Loan có cái việc gì không anh? À, mình xin chào toàn thể anh chị và các bạn nha. Thì nghe cái thông tin là hôm nay là chị Hồng Loan là đi Đà Lạt về. Thì cũng muốn qua để vào thắp hương cậu á, với lại cập nhật một số cái thông tin mới về cái vấn đề tranh chấp tài sản á. Thì chị Hồng Loan bây giờ là đang ở nhà, mới về tới cho nên là chị cũng mệt. Bữa hôm kia ngày 26 là sinh nhật của chị Hồng Loan đó. Lâu lắm rồi mới quay lại căn nhà của cậu á. Thấy hôm nay căn nhà thì cũng như xưa, cảnh xưa còn đó nhưng mà người xưa thì đã không còn nữa. Thì cái tình hình mà kiện tụng á, thì nói chung ra thì thời gian qua thì mọi người cũng rất là quan tâm theo dõi đúng không đó. Thì tất cả mọi người đều ủng hộ chị Hồng Loan hết mình, và mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn hợp lý đó. Tại vì là cố nghệ sĩ là chỉ có một đứa con gái duy nhất là chị Hồng Loan thôi, cho nên là mình không muốn ủng hộ chị Hồng Loan nữa, mình ủng hộ ai đúng không đó. Cho nên là hôm nay quay trở lại đây thì thấy căn nhà thì cũng y như xưa thôi đó. Đây là cái căn nhà từ đường đó, chị Hồng Loan này cũng đã hương khói cho cha đó, là coi như theo cái di nguyện của cha của mình đó, là sau khi mà cậu mất rồi á thì căn nhà này là căn nhà từ đường không có bán đó. Thì hiện tại bây giờ đó thì chị Hồng Loan làm chủ, với lại bên trong còn có anh Sử đó. Có nhiều người hỏi anh Sử là ai thì cũng nói luôn, anh Sử là bên con Mạnh Chì á, tức là chị của tức là mẹ của anh Sử là chị của mẹ của cậu Năm. À. Mọi người hiểu không? Đó, tức là con bằng gì? À, bà để con cho xa mọi người đó. Hiểu. Thì vừa qua thì trên trang cá nhân của chị Hồng Loan thì cũng đăng tải trên Facebook á, là sẽ sắp tới đây thì sẽ yêu cầu, tức là chị Hồng Loan muốn là những người nào mà góp tiền á, góp tiền quyên góp từ thiện á, thì phải lên tiếng, tại chị không có muốn ai mượn hình ảnh của ba của mình, lấy cái sự nổi tiếng của ba của mình để lợi dụng để mà trục lợi quyên góp, là chị Hồng Loan không muốn đó. Thì chị cũng đã đăng trên trang cá nhân và chị quyết liệt làm rất là mạnh mẽ trong vấn đề này. Thì mình thấy nghĩ rằng là chị Hồng Loan á, tuy rằng không phải là người trong showbiz nhưng mà cái suy nghĩ của chị rất là chín chắn, không có muốn ai lấy cái hình ảnh của ba của mình để trục lợi riêng, bỏ tiền riêng trong túi của mình đó. Thì mình thấy là cái dòng trạng thái đó cũng rất là hay đó. Thì bây giờ thì những ngày qua thì ở mộ của cậu thì khán giả thì cũng lai rai, nói chung suốt thời gian tới bây giờ cũng 120 ngày rồi. Cái tình thương của khán giả thì dành cho cậu thì lúc nào cũng vô bờ bến hết đó. Nhưng mà hiếm thấy những cái cảnh về căn nhà của cậu á lúc cậu còn sống, nên là hôm nay quay trở lại đây để xem thử như thế nào. Lát đó chị Hồng Loan ra cái mình hỏi thăm chị Hồng Loan luôn, coi hôm nay là chị có lên mộ hay không. Mà hôm nay chắc nghĩ là chắc không có đâu, tại vì giờ chị cũng mới đi Đà Lạt về á, giờ rồi, cũng trễ rồi, có thể là mai 21 gì đó
Mà tí nữa anh có vào hấp nhang cho cậu không anh? Để nó vào đi coi đây, chị Hồng Loan lát coi có mở cửa không, tại giờ chị mới đi về cũng mệt rồi, đi Đà Lạt cũng mệt rồi. Năm nay thì chị tổ chức sinh nhật thì cũng trong gia đình thôi, vợ chồng bé Buôn. Hồi năm thì có cậu, tổ chức thì có cậu nữa, nên năm nay không có thì cũng buồn. Thì hôm qua thì tối hôm qua thì chị Hồng Phượng á thì có một cái đăng, có chia sẻ một cái bài viết, thì không biết anh có đọc được không ha? Cái bài viết đó nãy cũng có coi sơ sơ à, tức là khán giả bên fan của Hồng Phượng. Thì nói chung ra thì cái câu chuyện tranh chấp tài sản này á, thật sự mà nói á, mọi người theo dõi từ đầu tới cuối á, đúng ra thật sự mà nói á, trong nội bộ trong gia đình tại sao mà phải như vậy. Bây giờ mình nói ví dụ như mình không có muốn tranh chấp, nhưng mà không muốn tranh chấp tại sao viết đơn ra kiện, đúng không? Mà chủ trương này là ai viết đơn ra kiện, và cái vấn đề kiện là kiện cái gì. Bây giờ nói là đưa ra những cái bằng chứng này kia, di chúc miệng nữa. Trước đó thì khán giả người ta cũng bức xúc cái anh Đông Dương. Anh Đông Dương anh nói anh không có làm chứng, nhưng mà thấy trên mạng xã hội có một cái giấy có cái chữ ký thì người ta cũng bức xúc anh Đông Dương này. Trước đó thì mọi người xem qua những cái video clip á, những cái cảnh sinh hoạt trong gia đình á, thì cái cuộc nói chuyện trong gia đình thôi thì có cái anh Đông Dương này nữa đó. Lúc mà cậu còn sống thì có rất là nhiều những cái đoạn clip sau khi mất thì tung trên mạng. Và những cái đoạn clip đó nếu như mà mình nhìn vô là mình biết nó đâu có phù hợp và nó đâu có đúng theo cái quy định của pháp luật đâu. Cho nên là nói thẳng ra là chị Hồng Loan bây giờ đó là toàn quyền quyết định rồi. Đó, những cái giấy tờ nhà cửa đất đai này kia chị cũng đã sang tên hết rồi. Thì nói chung cái vấn đề cái kiện tụng này á, thật sự khán giả người ta coi á, người ta xem á, thì người ta đứng về phía ai thì mọi người cũng hiểu rồi. Và chắc chắn một điều rằng chị Hồng Loan sẽ thắng. Nghe nói thông tin là coi như là hai mẹ con là tính rút đơn á, mà không biết như thế nào. Mấy bữa trước thì chị Hồng Loan thì cũng có ra tòa rồi, thì ra tòa thì cũng còn không có hai mẹ con, ủy quyền cho luật sư thôi đó. Nhưng mà khán giả hầu như là 90+ triệu dân thì người ta đều ủng hộ chị Hồng Loan hết. Dĩ nhiên là bây giờ mình nói con nuôi hay con ruột gì á, nó không có quan trọng, miễn là chị Hồng Loan là trên giấy tờ hợp pháp có tên trong sổ hộ khẩu là được rồi, mình không có nói nhiều. Còn ra pháp luật đó là khi mà đã ra pháp luật rồi là chỉ có đường ai nấy đi thôi. Còn cái vấn đề mà nói lại tình xưa thì mình nghĩ là cũng rất là khó. Tại vì trước đó là chị Hồng Loan là cũng có nói là bán hai miếng đất ở Thủ Đức á, để mà mua cho hai mẹ con một cái căn nhà riêng. Tại vì nghe nói hai mẹ con không có nhà cửa đó. Nghe hai mẹ con nói là cũng lên mạng nói là bây giờ nhờ cầu cứu cơ quan chức năng, bây giờ là hai mẹ con là người vô gia cư. Nhưng mà mình cũng thắc mắc sao kỳ vậy, đúng không? Học Hưởng thì cũng có gia đình mà, cũng có chồng mà, cũng có nhà cửa mà sao kỳ vậy. Mình thấy cũng là lạ. Nhưng mà cái vấn đề mình quan tâm trong cái thời gian mới đây á, là cái vấn đề mà Hồng Loan đã lên tiếng nói là những ai mà quyên góp tiền từ thiện á, phải là lên tiếng, phải đưa ra những cái giấy tờ này kia đó để làm rõ cái vấn đề này. Mình nghĩ là cái vấn đề nó rất là quan trọng. Còn ở vấn đề kiện tụng thì bây giờ thưa thì Hồng Loan nói là thưa là sẽ đi hầu thôi. Nhưng mà trước mắt phải sao kê ra, đúng không? Ừ, trước mắt phải sao kê cho nó rõ ràng cái vấn đề đó. Nói Quách Tấn Du cũng lên tiếng rồi đó. Quách Tấn Du cũng lên tiếng rồi. Nói chung ra mình nói thật sự á, bây giờ cái ông Sạc Thành gì á, ông nói là tại sao nghệ sĩ đâu này kia không lên tiếng đi, lên tiếng cho tẩy chay hay chi, đúng không? Nếu mà lên tiếng mà ủng hộ hai mẹ con là coi như là nó thật sự là hỏi đi hát luôn á. Thật sự luôn. Tại vì vấn đề này nó rõ như ban ngày rồi, đúng không? Cậu chỉ có duy nhất một đứa con thôi, thì bây giờ cậu mất rồi tài sản để cho con chứ để cho ai, nó rõ ràng quá rồi.
Bây giờ mà chung mà anh em mình cũng qua bên gọi chị Hồng Loan mở cửa thắp nhang cộng này nắng nhang đi anh ha. Bây giờ chắc đóng cửa ổ khóa mới rồi. Bữa là mấy mẹ con ngồi đây nè. Nè. Bữa mà đóng cửa thay ổ khóa mấy mẹ con ngồi đây nè. À. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ngồi đây nè. Ngay đối diện đây nè đó nè. Tao anh ngồi lại coi. Wow. Đóng nè đó mấy mẹ con ngồi đây nè. À. Thấy không? Tức là không phải ngồi bên kia mà ngồi đây đối diện nhìn qua. Ổ khóa kia là ổ khóa cảm biến á. Ổ khóa bằng tay á. Nói chung là căn nhà này giá trị là cũng phải trên 50 tỷ không ít. Tại vì cái ở đây là mặt tiền đường lớn nè, hai mặt tiền nữa. Tuy rằng nó cũ kỹ nhưng mà thấy vậy chứ giá trị rất cao. Từ khi mà cậu mất rồi mấy cái cây nó cũng thấy cũng úa ha. Mấy cây phía trước nè. Thấy không? Nó héo úa không? Trên sân cậu trồng cây quá trời. Rộng lắm á, căn nhà này rộng lắm á. Bây giờ thì chắc chị Hồng Loan nghỉ trưa, đợi tí xíu nữa, đợi trưa trưa anh em mình vô thắp cho một nén nhang cho cậu đi. Đến đây là phải thắp nhang cho cậu chứ không nói gì. Mình lên mộ mình cũng thắp nhang cho cậu thì đến đây cũng thắp nhang cho cậu. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đang giờ nghỉ trưa, tí xíu nữa thấy người nhà mà có mở cửa thì anh em sẽ vô tiến vô thắp nhang cho cậu. Đúng rồi. Thôi nói chung video là đây dài chưa? Dài lắm rồi. Dài rồi thôi mình tạm ngưng cái video đây đi nha. Rồi có những cái thông tin gì mới thì mình với các anh em sẽ tiếp tục chia sẻ gửi đến mọi người. Rồi em cảm ơn anh Minh nha. Em cảm ơn anh Minh. Anh chia sẻ rất là nhiều.